này anh Trung ship lên xe cho khách nhé, rất đông. Khách sáng thì cũng có chuyển cọc rồi, nên là yêu cầu của khách hàng là phải chở qua tới nơi. Nova hả? Đây Innova này, mình giờ này đi qua Đắk Nông anh chị. Một anh khách thân thương đón chuẩn bị nhận xe nhé. Innova này lên xe cầu. Tại mùa dịch này thì anh Trung không có cho tài xế đi được này, các tỉnh khác thì bắt buộc là phải xử lý bằng xe cứu hộ thôi. Rồi anh khách thân thương chuẩn bị nhận xe, nhận xe nha. Anh sẽ bàn giao tất cả giấy tờ với cho tài xế đi. Anh chị nào có nhu cầu mua bán thì alo trực tiếp cho em Trung nhé. 0962 49 49 49. Em Trung tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và nhớ đừng quên cho em Trung xin một like và đăng ký kênh để tiếp tục xem và theo dõi những nhiều cái xe giá rẻ đến với cửa hàng của em Trung, và tất cả đó là mang tới cho khách hàng một cái mẫu xe hợp lý về chạy ổn định nha, rất là ok. Xong rồi vô trong khi anh đưa giấy tờ luôn cho. Rồi đưa cái cuối video chúc anh khách về đi tốt trường về. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để xem nhiều video hot nhất hiện nay.